đó là truyền thống dân tộc Việt Nam. Để bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc đón mừng xuân mới, Ban Giám đốc Trung tâm Xã hội Hải Châu và Ban Chấp hành Cộng đoàn Nhà thờ Thánh Thomas Thái Nữ hân hạnh tổ chức hội Tết năm nay 28 tháng 1 2012 nhằm ngày 16 Tết năm Nhâm Thìn 2012. Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý cha, quý quan khách, quý đồng hương, quý cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và thân hữu một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, và cầu xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân trong năm mới. Bất kỳ chuẩn bị các chị
nhưng chế độ sẽ bị lung lạc. Một ngày đó sẽ bị tiêu diệt. Và lúc đó tất cả mọi người Việt Nam chúng ta hân hoan vui mừng và đón nhận một nước Việt Nam mới. Một nước Việt Nam chúng ta sẽ được xây dựng trong tinh thần, trong chân lý, trong công bình, bác ái. Để mọi người dân Việt Nam chúng ta hãnh diện là con cháu của những bậc anh hùng, những người đấng đã dựng nước và xây dựng nước của chúng ta. Chúng ta biết không rằng mọi người Việt Nam bất cứ ở nơi đâu, chúng ta vẫn luôn luôn gìn giữ truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là biểu tượng của một tinh thần yêu tự do, yêu công lý, yêu hòa bình của những người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng và hy vọng là một ngày nào đó lá cờ đó sẽ được tung bay phất phới trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Để có thể đạt được điều đó, mỗi một người Việt Nam của chúng ta dù bất cứ ở nơi nào, chúng ta vẫn luôn luôn hướng về Việt Nam của chúng ta với tinh thần xây dựng để chúng ta gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau, cùng nhau nỗ lực hướng về một nước Việt Nam tương lai. Và chúng ta tin tưởng rằng cái ngày đó sẽ không còn xa nữa. Chúng lời cầu chúc cuối cùng xin gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em có mặt ở đây cũng như không có mặt ở đây. Một lời cầu chúc chân thành nhất của chúng tôi là mong một ngày nào đó tất cả mọi người chúng ta trở về sống ở đất nước và quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu của chúng ta. Chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng hàng năm Chi hội Núi Đỏ đã đến đây để cử hành lễ chào cờ. Nát cờ của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn ngự ở trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và nhân dịp Tết này, Chi hội Núi Đỏ, tất cả những anh em đã từng chiến đấu bằng sức máu của mình để gìn giữ quê hương và đất nước của chúng ta, đã khơi dậy cho chúng ta một cái tinh thần yêu đất nước, yêu Việt Nam, yêu tổ quốc của chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những anh chị em trong hội quân nhân và đặc biệt là Chi hội Núi Đỏ đã đến đây để khơi dậy cái tinh thần yêu nước và yêu quê hương của mỗi người Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn tất cả.
nhâm thìn niên chính nguyệt sơ lục nhật Việt Nam hải ngoại Hoa Kỳ quốc tiểu bang Pennsylvania thành phố Philadelphia tại thánh đường St. Thomas Aquinas Nam phủ Lào Âu cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa sĩ nông công thương chữ gia bách nghề nam nữ đại tiểu đẳng cao niên lệ tạ ơn trung niên tân mạo kỳ an minh niên nhâm thìn nghinh tường tập phước sự kim ma tế chủ linh mục tinh công huỳnh phó tế đính văn chính từ hữu bột nguyệt cát nhật cận dị hướng đăng hoa qua thứ phẩm chi nghi cung ma tiến vưu phùng vị thường tiến liệt đài tiến tổ khai nguyên lập quốc Việt Nam phùng vị liệt đài tiến tổ khai nguyên cộng đồng công giáo Việt Nam phùng vị liệt đài tiến tổ tư vị anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vì quốc vong thân để bảo vệ tự do cho tổ quốc Việt Nam đồng chiến hữu chiến sĩ cộng đồng công giáo Việt Nam phùng vị thường tiến cao tăng thị tổ phúc bá đề huynh cố di tỷ muội sút sào tào thương bất đắc kỳ tử chư gia bách tánh các đẳng linh hồn kỳ nguyện quốc tổ bảo vệ toàn thể đồng hương hải ngoại cùng đồng hương công giáo quốc nội Việt Nam nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria giáng ban hồng ước phúc cho cộng đồng công giáo. Việt Nam ở Philadelphia, ấm siêu dương thái, bách tuế hanh thông, nghiệp vụ, thịnh hành, tấn tài, tấn lộc, tăng cường, chi phước, tài nguyên quảng tấn, chú già lạc thời, gia gia cát tường an lạc, cảm chiêu cáo vu. Xuân Nhâm Thìn 2012. Than ơi, cuộc đổi thay giang sơn dâu bể, cơn hưng phế tổ quốc tang thương. Nhìn khói tỏa hương trong, suy lẽ mất còn. Thấy lá xanh hoa thắm, gấm đường nhân nghĩa. Mừng xuân đến nơi hải ngoại chờ trông, đón Tết về quê nhà đang ngóng đợi. Nền lễ giáo thì phó mặc trời cao, nét nghi gia dễ thường nơi đất lạ. Vũ trụ vốn chẳng ngừng xoay, lòng nguyện ước giang tay chờ đợi. Giang sơn vẫn thường thay đổi, chỉ toàn lo cơ hội tô bồi. Nhớ tổ tiên xưa với tận trời cao, đạo cam thường trụ vững tựa lòng bề cả. Lòng hiếu thuận khôn lay, dừng cõi đắp bờ bốn phương cao thành lũy, khai sơn phá thạch một khối nặng cơ đồ. Đẹp lắm thay bờ Đông Hải dập ngàn liễu rũ, dãy Trường Sơn hun hút
mây phong, khí thiêng dâng muôn đời bàng bạc. Khói biếc trùm vạn thế mênh mang, xương Tuấn Kiệt đắp xây nhiều thế hệ, máu anh hùng tô thắm mái non sông. Trước tiên linh đèn trong khói tỏa, dưới bàn thờ thơm ngát hương bay, kính lạy Đức Kitô Thiên Chúa toàn năng, ban ơn phước cho tổ tiên Việt Nam chúng con nơi cõi vĩnh hằng, mãi mãi siêu thăng bởi hồng ân cứu rỗi. Kính lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa nhân từ, kính lạy các thánh từ đạt Việt Nam linh hiển, phù hộ cho linh mục Đinh Công Huỳnh vì quản nhiệm của chúng con được dồi dào sức khỏe trong vòng tay che chở của Chúa. Cầu xin ban cho tế lễ chúng con cùng toàn thể anh chị em hiện diện trong buổi tế lễ tổ tiên hôm nay, khi Tết đến xuân về tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, năm mới an khang, thịnh vượng, phước thọ vẹn toàn. Trước thềm xuân vời trong quê cũ, mừng đón Tết ấp ủ bao tình. Việt Nam tổ quốc trung trinh, dòng giống tiên long ghi nhớ, quê người đoàn kết vững bền, yêu thương ngồi lại chớ nên xa rời. Phúc duy thượng hương. Ấu nhi, thiếu nhi và nghĩa sĩ trình diễn.
tựa đề Xuân Mộng do các em Ngàn Thiếu, Nghĩa Sĩ và Huynh Trưởng trình diễn. Thank you.